Hả? Nơi này là nơi nào? Trời đất ơi, sao đầu của mình tròn vang quá? Hả? Sao xung quanh toàn xương sọ không vậy? Này này này, tình mới xuống miền giáp sắt. Ngươi trật tự lại đi, chuẩn bị xếp hàng đi đầu thai lại kìa. Cái gì? Đi đầu thai lại? Là sao chứ? Là ngươi đã chết rồi, hiện tại ngươi đang dưới địa ngục chờ đi đầu thai nè. Không, sao tôi không nhớ gì hết vậy? Sao các ngươi ồn ào quá? Tên mang áo giáp sắt, ngươi vừa mới xuống mà ngươi đã đòi đi đầu thai sớm mà. Được, vậy thì ta chiều ngươi. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau tới chỗ của thần chết đi đầu thai lại đi. Thì ra đây là thần chết hay sao? Trong ngày thật là uy lực, nhưng mà làm ơn, tôi không nhớ gì cả. Tôi không biết mình tại sao chết cả. Tôi không muốn đi đầu thai đâu. Hãy cho tôi sống lại đi. Không được, ngươi chết rồi, không thể nào sống lại. Vậy thì làm ơn, hãy cho tôi biết nguyên nhân tại sao tôi chết đi. Có phải tôi chết vì ngộ độc hay không? Hay là tôi chết vì nhìn gái tắm nên bị đánh? À đâu. Được rồi, thật là nhức đầu với người. Đi đầu thai mà còn gây ùn tắc giao thông nữa. Nào, chuẩn bị nhớ lại tiền kiếp của mình nào. Đầu của tôi, đầu của tôi. Cuối cùng tôi đã nhớ ra các bạn à. Thì ra tôi là một người tiền sử. Tôi là đàn ông đầu đàn và có rất là nhiều vợ. Cái kia là gia đình của tôi đó. Nhưng hôm nay gia đình của tôi đã tìm thấy một đống hàng hóa. Bên trong có rất là nhiều thức ăn và một bộ áo giáp. Vì quá đói nên gia đình của chúng tôi cũng lục đống thức ăn đó ra ăn và lặn đùng ra ngủ. Còn tôi thì thấy bộ áo giáp vừa vặn với mình, cũng sẵn tiện mang vào và ôm vợ bé nhất ngủ luôn. Nhưng sau đó chủ nhân thật sự của đống hàng hóa đó đã xuất hiện từ trên bầu trời. Những thiết bị bay hết sức kỳ lạ nhìn thấy chúng tôi xâm hại hàng của bọn chúng, thế là bọn chúng đã tấn công giết chết tôi và bắt đi những em vợ xinh đẹp của tôi. Không, không. Được rồi, mất quá nhiều thời gian, đến lúc đi đầu thai nào. Làm ơn, hãy cho tôi trở lại trần gian dù một lần thôi. Tôi phải cứu những em vợ của tôi thoát khỏi những cái thứ bay kỳ lạ đó. Tôi không muốn bọn chúng làm hại họ đâu. Tôi trả cho ông bất cứ giá nào, kể cả cơ thể đời trai của tôi. Nghe mà mắc ói quá đi. Ta không có bị bê đê đâu mà cần ngươi làm cái gì. Nhưng mà ta có một cách giúp ngươi. Đó chính là ngươi sẽ thay thế ta trở thành một vị thần chết. Ta chán làm thần chết lâu rồi. Ta muốn đi đầu thai. Ta muốn làm một cuộc đời mới. Được, được. Tôi đồng ý, tôi chấp nhận. Hãy mau cho tôi năng lực của thần chết đi. Tôi sẽ quay trở lại trần gian ngay. Ngươi bé bé cái miệng thôi. Nếu ta mà cho ngươi sức mạnh tại đây, Diêm Vương sẽ biết thì không hay đâu. Vậy phải làm sao chứ? Ta sẽ phân chia sức mạnh của mình thành ba nơi. Nơi sâu nhất, nơi độc nhất và nơi nóng nhất. Đồng thời cho ngươi quay trở lại trần gian, ngươi phải đi thu thập ba nguồn sức mạnh của ta thì ngươi sẽ trở thành thần chết. Nhưng mà không nhưng nhảy gì nữa, đi đi. Cho tôi thử vũ khí gì đó đi. Sau một cuộc giao dịch để đổi lấy cơ hội quay trở lại trần gian cứu mấy con vợ của mình, tôi đã đồng ý trở thành kẻ kế thừa của thần chết. Thế là tôi cũng bắt đầu công cuộc đi tìm sức mạnh của hắn. Trên tay của tôi lúc này xuất hiện một thanh đao và một cái khiên. Trời đất ơi, lúc nãy xin hắn vũ khí, tưởng hắn cho cái gì VIP lắm. Ai ngờ cho cái đồ đồng nát này, không biết có đánh đấm gì không nữa. Nhưng mà khoan, hồi nãy hắn nói hắn phân chia nguồn sức mạnh của mình thành ba nơi, trong đó có nơi sâu nhất. Không lẽ là dưới biển sâu đại dương hay sao? Đúng rồi, mình phải xuống đó kiểm tra mới được. Nhìn kìa anh em, chúng ta có con mồi rồi kìa. Mau tới đó ăn thịt nó đi. Thứ gì vậy? Ôi trời đất ơi, là lũ lương đi khổng lồ. Tiêu bu rí rồi. Nhưng mà mình chết rồi, mình làm gì biết đau nữa. Chết tiệt, cái thứ này không bị ảnh hưởng bởi dòng điện của chúng ta. Mau chúng miệng xé xác nó đi. Không, tôi bay tránh xa tao ra. Tao chỉ còn một bộ xương cốt cuối cùng này,
đi vợ con tao hút cốt tao. Trời đất ơi, mày ăn rồi lấy gì mà vợ tao hút? Hả? Dường như mình thấy cái thứ gì đó tròn tròn nằm ở dưới đáy biển. Nó lúc sáng, lúc tắt. Chẳng lẽ là một trong ba phần năng lượng của thần chết hay sao? Đúng rồi, nhanh chóng bơi xuống dưới nào. Nhanh lên, nhanh lên, nó đang bỏ chạy kìa. Mau cắn xé nó đi. Tụi mày để cái đùi nó cho tao. Cái đùi nó là ngon nhất. Mày không lường chết tiệt. Chúng mày nó cắn cái đùi tao mà sao chúng mày là chuyển qua gặm trái ớt của tao. Đau quá. Tới rồi, tới nguồn sức mạnh của thần chết rồi. Nhanh lên nào, ăn nó vào bụng thôi. Dài dài. Ủa, người của mình biến thành thứ gì đây? Trời đất ơi, sao mình kinh dị quá. Hả? Mình vừa đụng vào mấy con lươn một cái, cơ thể của mấy con lươn đã thối rữa ra rồi. Chạy đi, chạy mau đi. Thằng thối rữa kìa, chạy đi. Trời đất ơi, những con lươn khác khi nhìn thấy mình đã bỏ chạy hết rồi. Bọn chúng cùng la hét thần thối rữa. Không lẽ cơ thể của mình đã trở thành thần thối rữa? Đúng rồi, giống như hồi nãy mình đụng vào hai con lươn đó. Đụng nhẹ thôi, chưa kịp làm gì hết, cơ thể bọn chúng đã sinh ương lên rồi. Thật là ghê gớm với nguồn sức mạnh của thần chết quá. Nhanh chóng đi tìm hai phần sức mạnh còn lại nào. Thưa các bạn, thật không ngờ, quá khủng khiếp. Một phần sức mạnh dưới đáy biển sâu của thần chết được tôi hấp thu đã biến người của tôi trở thành một vị thần thối rữa. Thối quá, trời đất ơi, thối quá. Hả? Là mùi từ sinh vật mới tới đây. Mày có bị ị trong quần hay không mà thối dữ vậy? Mau cút cho khác đi, gớm quá. Chết tiệt, cái lũ khủng long này nói tầm bậy quá đi. Nhưng mà thôi, mình sẽ bỏ đi. Nếu bọn chúng đụng vào người của mình sẽ vô tình giết bọn chúng mất. Nhanh kia, nhanh kia, có một con mồi kìa. Hả? Sao thối dữ vậy? Ôi trời đất ơi, mắc ỏi quá à. Đi lẹ đi, đi lẹ đi. Mặc dù cơ thể này rất mạnh, nhưng mà cái mùi hôi thối của nó khiến cho những sinh vật khác xa lánh. Giờ thì mình mới hiểu tại sao tên thần chết lại muốn mình là kẻ kế thừa rồi. Cô tôi ơi. Hả? Cô tôi. Một con raptor đang giết một con đại bàng tội nghiệp. Ê! Đây, đại bàng. Mùi gì hôi dữ vậy? Đại bàng, người có sao không? Ta đau quá. Ta bị con khủng long raptor đi hành hạ. Cảm ơn người đã giải thoát cho ta. Làm ơn, hãy kết thúc ta luôn đi. Hả? Cái gì chứ? Ta hiểu rồi. Nhưng mà khoan, ngươi là đại bàng, ngươi bay khắp mọi nơi. Ngươi biết nơi nào nóng nhất, nơi nào độc nhất hay không vậy? Nóng nhất thì ta không biết, nhưng độc nhất là ở chỗ con rắn mãng xà quá phụ ở bên kia bờ sông kìa. Ta đau quá. Làm ơn, hãy kết thúc mạng sống của ta đi. Được rồi, ngươi hãy an nghỉ đi. Đúng là thế giới này tàn độc quá. Nhưng mà thôi, mình sẽ lo cái chuyện của mình trước. Nhanh lên, còn đi giải cứu vợ của mình nữa. Nãy giờ cũng quá chậm trễ rồi. Tôi gặp được một con đại bàng đang bị một con raptor hành hạ. Tôi đã giải thoát cho nó. Đối lại, nó chỉ cho tôi thông tin đến được nơi độc nhất ở bên kia bờ sông. Tôi lặn xuống nước và nhanh chóng bơi qua bên bờ sông phía đằng kia. Khi ngoi lên bờ, tôi thấy được một con rắn quá phụ, nửa người, nửa rắn, rất kỳ lạ và vô cùng to lớn. Hả? Trời đất ơi, viên sức mạnh thứ hai của thần chết kìa. Con rắn quá phụ đó đang nuốt. Này, dừng lại, thứ đó là của ta. Khốn kiếp, kẻ nào to gan dám đến lãnh địa của ta, ta sẽ cắn chết ngươi. Chết đi. Cái thứ gì vậy? Trời đất ơi, là độc ván. Cơ thể của mình bị trúng độc rồi. Không thể nào lại gần con rắn chết tiệt đó và thối rữa nó được. Không được, phải dùng kế nào đó mà thôi. Có rồi, đây con mũ rắn. Ta tới đây chỉ để làm mai cho ngươi một anh đẹp trai sáu múi mà thôi. Dừng lại đi. Cái gì? Làm mai cho ta trai đẹp hả? Cơ hội tới rồi, mụ ta trúng kế rồi. Nuốt viên
sức mạnh của thần chết đâu. Vậy khốn kiếp, ngươi dám kẹt ta. Chuyện gì vậy? Sao cơ thể của ta thối rữa thế này? Hay lắm, cơ thể của mình lại thay đổi nữa rồi, trông có vẻ giống thần chết hơn. Hả? Không lẽ lúc nãy ngươi là thần thối rữa, bây giờ tiến hóa thành thần bệnh tật hay sao? Không, không. Cái gì? Ngươi nói đây là cơ thể của thần bệnh tật hay sao? Hay lắm, vậy ta sẽ thử nghiệm sức mạnh lên người của ngươi. Không, không. Wow, thật là lợi hại. Thưa các bạn, sau khi tôi ăn phần năng lượng thứ hai của thần chết thì cơ thể tôi đã biến thành một vị thần bệnh tật. Sẵn con mụ rắn bản xà quả phụ kế bên, tôi thử nghiệm sức mạnh của mình thì thấy cơ thể của mụ ta sau khi dính đòn ghé lỡ tùm lum bắt đầu xuất hiện dòi và ăn sạch cơ thể của mụ ta. Thật là kinh khủng. Tôi vừa nói mà vừa thay mấy cái quần bị ướt luôn nè. Thôi được rồi, chúng ta lại lên đường đi tìm phần năng lượng cuối cùng còn lại ở nơi nóng nhất. Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Ồ, là một con bao xa sâu rớt thì phải. Này 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 này, tự nhiên ở đây khóc lóc, ta có thấy sinh vật gì làm hại ngươi đâu. Không lẽ vợ ngươi cặp bồ nhí cắm sợn ngươi, ngươi định leo lên cạn để tự tử à? Không, không phải. Tôi định vào bờ để ngắm cảnh mà không ngờ bị mắc kẹt ở phiến đá này. Làm ơn hãy giúp tôi đi, tôi không thể nào bơi ra khơi được. Vậy thì ta không thể nào giúp được ngươi rồi. Ta chỉ là thần bệnh tật, chỉ gây bệnh mà thôi. Đừng, đừng đi. Nếu không tôi sẽ chết đó. Làm ơn, xin ngài hãy giúp tôi. Nhìn nó tội quá mọi người à. Tôi không thể nào làm ngơ được. Thôi tìm cách giúp nó mới được. Sau đó tôi vung cái cây lưỡi liềm của mình lên, hàng loạt sát sống, ma quỷ và thậm chí những con rồng zombie bắt đầu xuất hiện. Ôi trời đất ơi, những cái thứ này suốt ngày chỉ đi cắn người ta mà thôi. Nhưng hôm nay tôi cho bọn chúng làm việc tốt. Tôi cũng nhanh chóng ra lệnh cho cái lũ đàn em của tôi bắt đầu xuống biển và đẩy cơ thể của con màu xà sâu rớt đó ra khơi. Hay quá, hay quá, tôi đã được rồi. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài thần bệnh tật. Trời đất ơi, ngài vậy mà tốt ghê luôn đó. Để tôi giới thiệu má tôi cho ngài nha. Oh my god. Wow. Hả, cái gì? Cái con màu xà sâu rớt này, người có hiếu với má người ghê luôn đó. Nhưng mà thôi, ta không cần đâu. Ta đi đây. À khoan khoan, cho ta hỏi, nơi này nơi nào là nóng nhất vậy? Có phải là những ngọn núi lửa trên cao hay không? Không, không đâu. Có một nơi cực kỳ nóng. Đó là cơ thể của một Titan lửa. Hắn ở đằng sau núi kia kìa. Hả? Titan lửa à? Thôi được rồi, cảm ơn ngươi. Hay lắm, mình cũng đã biết được vị trí cuối cùng chứa phần năng lượng còn lại của thần chết rồi. Nhanh chóng tới đó nào. Này, này, đừng đi về hướng đó. Nếu không, ngươi sẽ chết đó. Cảm ơn các bạn. Nhưng mà tôi không còn gì nữa đâu mà để sợ. Tôi đã chết rồi. Bây giờ tôi đi tìm lại cơ hội để trở thành một vị thần. Cuối cùng mình cũng đã thấy thứ đó rồi. Tay tanh lửa, nó bự quá. Trời đất ơi, sức nóng từ cơ thể của nó tỏ ra thật là khủng khiếp. Được rồi, mình sẽ nhanh chóng tới đó tìm sức mạnh còn lại của thần chết. Trời đất ơi, sao không thấy gì hết nè. Nóng quá, nóng quá. Chết tiệt, kẻ nào dám làm ta khó chịu thế này. Không hay rồi, mình chọc giận tinh tai tình lưỡi này mất rồi. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Đây, tinh tai tình chết tiệt, ngươi có thấy sức mạnh của thần chết hay không? Hãy mau đưa cho ta. Thì ra là một tinh thần bệnh tật. Ngươi thật to gan, ngươi dám xúc phạm ta. Ta sẽ nghiền nát bản thịt ngươi. Trời đất ơi, mình bị hắn nuốt vào bụng rồi. Nhưng mà lúc nãy ở ngoài, mình đang nhìn mọi hướng và xem xét rất kỹ, không thấy mảnh năng lượng còn lại của thần chết. Vậy không lẽ mảnh năng lượng đó trong bụng hắn hay sao? Nơi đây thật rộng lớn, giống như một hang động vậy. Mình đi kiểm tra thử coi sao. Chết đi, chết đi, ta sẽ ăn thịt ngươi, nuốt sống ngươi. Trời đất ơi, ta không ngờ trong bụng của tên tai tành lửa đó còn rất là nhiều yêu tinh đang cắn xé nuốt chửng lẫn nhau. Thật là tàn nhẫn. Hay lắm,
Vậy thì sẵn tiện, mình sẽ tiêu diệt hết lũ yêu tinh này luôn, cho cái bụng của hắn trở nên trống rỗng. À, ngôi làm người của ta bị gì thế này? Sao giấc bị suy đa quá vậy? Thế là tôi đã vung cái lưỡi liềm lên và truyền bệnh tật cho cái lũ yêu quái này. Người của bọn chúng nổi u, nổi hạch, ghẻ lỡ và bị dòi ăn cho tan xác. Tôi cũng sẵn tiện triệu hồi những con rồng zombie để giúp đỡ tôi tìm kiếm, lục tìm phần năng lượng còn lại của thần chết khắp nơi này. Và cuối cùng tôi đã tìm được. Wow, tôi chờ đợi giây phút này tôi rất lâu rồi. Đến lúc trở thành thần chết thật sự nào. Quá đã, quá ngầu. Sức mạnh và uy lực tăng lên gấp trăm lần. Được rồi, giờ thì tôi sẽ mổ bụng tên tay tên lửa để chui ra ngoài. Trời Hồn kiếm, hồn kiếm, tại sao lại có một tên thần chết trong bụng ta? Ta sẽ nghiền nát ngươi. Ngươi còn biết ta là thần chết hay sao? Lần này thì tàn đời ngươi rồi, tay tên lửa à. Thần chết, ngươi còn dám xúc phạm nữa là. Được rồi, đến lúc ta sẽ câu hồn ngươi xuống địa ngục. Chết đi. Chết tiệt, chết tiệt. Ta gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Giờ thì ngươi biết thế nào là thần chết chứ? Thưa các bạn, tôi từ một bộ xương khô đã chết, cuối cùng cũng đã biến thành thần chết rồi. Đến lúc tôi sẽ đi giải cứu những con vợ của mình, rồi sau đó quay trở về địa ngục để tiếp nhận chức vụ mới. Đến đây là toàn bộ nội dung giải trí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.